Vâng, ok bạn. Bây giờ Thọ sẽ cập nhật về tiến độ sửa chữa của sân Vinh. Sau khi chia tay với ngân hàng Bắc Á Bank, thì Sông Lam Nghệ An đã ký kết với tập đoàn Tân Long, một tập đoàn có sự liên quan đến bảo hiểm. Thì Sông Lam Nghệ An chính thức giữ chân một số trụ cột, trong đó là gia hạn 3 năm với tiền vệ Phan Văn Đức. Và ngày 20 tháng 5 vừa qua thì sân vận động Vinh đã chính thức lột mặt cỏ cũ và bắt đầu thay mặt cỏ mới với gói kinh phí 24 tỷ đồng. Thì nghe đâu thì Thọ vẫn nghe nói là sân Vinh vẫn dùng cái cỏ lá gừng, tại vì cỏ lá gừng là cái cỏ mà khá là phù hợp với thời tiết nóng cũng như là cái kinh phí chăm sóc bảo quản thấp, và kẻ hai màu cũng rất là dễ dàng. Thì dự kiến sân Vinh sẽ là sửa chữa khoảng trong vòng 6 tháng trong năm 2021 là xong. Thì bắt đầu từ vòng đấu thứ 13 thì đội Sông Lam Nghệ An sẽ mượn sân vận động Hà Tĩnh để làm sân nhà. Rồi ok bạn, có những cái thông tin mới hơn thì họ sẽ cập nhật cho mọi người biết về sân vận động Vinh sửa chữa cải tạo trong đợt này nhé.